lặng lẽ từ giờ về từ chôn mãi trôi về nơi khi xưa có em và anh. Từng lời ngọt ngào yêu sâu làm lòng em luôn ấm áp. Giờ đây mình em cô đơn với nỗi nhớ mong những phút giây khi xưa ngày mình bên nhau. Chỉ còn những nỗi đau riêng em một mình cô sâu. Những yêu thương mong manh ngày nào phủ trong vất an. Hòa theo cơn gió mát cuốn đi. Thời gian trôi xa 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 từ như ký ức đã qua. Và em đã thôi mộng mơ, thôi chờ mong một bóng hình. Dù biết anh vẫn còn yêu và mong nhớ em rất nhiều. Và cứ mãi đợi chờ trong vô vọng vì ai. Just get out of my way, ay, 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 ay. Get out of my way, ay, 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 ay. Just get out of my way. Người dấu yêu từng ngày trong em vẫn luôn mong chờ một tình yêu. Dù đã xa nhưng em vẫn cố gắng níu giữ. Bảo Trân đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần đánh giá từ nhóm chuyên gia nhé. Mỹ Trâm xin mời phần đánh giá từ nhóm chuyên gia cho phần biểu diễn vừa rồi của Bảo Trân. Có lẽ là xin mời anh Alex ạ. Bảo Trân, em rơi vô nhóm nguy hiểm. Đây là một bài mà anh muốn em và tất cả thí sinh học là trong cuộc thi này. Sẽ có nhóm xuất sắc, sẽ có nhóm nguy hiểm. Đó là một cơ hội rất tốt để mình có thêm một lần biểu diễn trong một tuần. Thì tại vì xem cái phần trình diễn của em thì anh thấy em rất là lo lắng. Lúc mà mình rơi vô vòng nguy hiểm thì mình phải chủ động hơn. Mình phải tập nhiều hơn những bạn kia để mình vượt qua được cái vòng nguy hiểm. Ok. Tại vì trong cái phần trình diễn của em, anh thấy được cái sự lo lắng. Em chưa xử lý được cái việc đó. Thì lúc mà em vô cái phần feel của em, nó chưa tới được cái mức đó. Và cái cảm xúc của em nó chưa có thể hiện ra đúng trong cái ý nghĩa của bài Get Out. Okay. Và thêm nữa, cái cách biểu diễn của em phải, giống là lúc mà em hát cái bài này, em phải suy nghĩ đến cái người mà em muốn nói là Get Out. Ok, em hát cho người đó để khán giả feel được, để cảm nhận được em đang cố hát cái gì. Ok, so, cố gắng, nỗ lực. Xin cảm ơn chuyên gia vũ đạo Alex. Và thưa quý vị, đó là những đánh giá từ nhóm chuyên gia của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu quý vị cảm thấy Bảo Trân xứng đáng được ở lại với chương trình và quý vị cũng mong muốn nhìn thấy những sự tiến bộ của Bảo Trân trong những tuần tiếp theo của Học viện Ngôi Sao, thì hãy nhắn tin bình chọn cho Bảo Trân bằng cú pháp soạn mã số 05 và gửi về tổng đài 6370. Bảo Trân ở lại hay ra đi, tất cả tùy thuộc vào sự bình chọn của quý vị.